Xin chào tất cả các bác, các bạn, kênh Chuyện Đam Mê Câu Cá. Hôm nay lên sóng cho bác một số mẫu cần Nhật, hàng nội địa cũng như là hàng mới anh em nhé. Có độ dài 425, độ cứng là CX và BX. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé. Đầu tiên là em có mẫu Subgazer, hàng mới nguyên hộp anh em nhé. Hàng mới nguyên hộp giá 5 triệu 3 nhé. 5 triệu 3 hàng mới nguyên hộp. Đấy, thông số đây các bạn này, 4m25. 3 đốt này. Mỗi đốt dài 150 cm, trọng lượng là 445 g. Đường kính ngọn là 3 mm, đường kính gốc dao động vào 25 đến 35 mm này. Hàm lượng carbon 99,6%. Đấy, Shimano Subgazer. Hàng mới nhé, 7 khuen anh em nhé. Hàng mới 7 khuen, nguyên hộp. Giá 5 triệu 3 nhé. Bạn nào có nhu cầu thì alo em. Còn bên này, bên này em có một cây Shimano Sukutom, hàng nội địa nhé. Bản đen, phôi đẹp, long lanh luôn. Và được anh Nhật lên 6 khuen rồi nhé. Anh Nhật lên 6 khuen rồi. Quen Pat Fuji. Rồi. Shimano Custom 425 CX 3 khúc hàng nội địa. Đấy, đã được anh Nhật anh lên 6 khuen này các bác nhá, 6 khuen. Bản này nguyên bản nó chỉ có 5 khuen thôi. Đấy đã lên 6 khuen. Hàng đẹp luôn. Đấy, giá là 6 triệu 3 nhé. À quên, giá 5 triệu 3, quên 6 triệu 3. Con đầu tiên Subgazer này giá là 5 triệu 3 nhé. Con thứ hai này cũng giá 5 triệu 3 nhé. Đồng giá 5 triệu 3 này. 5 triệu 3. Giá 5 triệu 3 nhé các bạn nhé. Bạn nào có nhu cầu thì alo. Hàng nội địa, xoắn toàn thân anh em nhé. Còn bên này, bên này em có một cây Submitter, hàng đẹp 4m25, cứng CX. Bản màu bạc, bạc hay bản xanh trắng anh em nhé. Submitter, hàng đẹp, đầy đủ bao, đối trọng. Đấy, giá là 10 triệu 600 nhé. Giá 10 triệu 600. Bạn nào có thiện chí thì em fit cho cây này một chút nhé. Hàng đẹp long lanh luôn đấy. Hàng đẹp long lanh này các bạn. 425 CX. Một cái cần huyền thoại. 7 khuen quá nhé, 7 khuen quá nhé. Đầy đủ bao đối trọng, hàng đẹp luôn. Bạn nào có nhu cầu thì alo em nhé. Còn bên này em có cây Daiwa Phantom 33425 độ cứng BX nhé. Hàng mới nguyên hộp, giá 4 triệu rưỡi các bác nhé. Bản 7 màu nhé. Bản 7 màu. Đây, thông số đây anh em này. Đấy, thông số đây. Hàm lượng carbon 99%. Nguyên hộp luôn. Các bác nào lấy thì alo cho em nhé. Đấy, 4 triệu rưỡi. Bác lấy thì em video cây này hỗ trợ iPad miễn phí, tặng kèm màng co nhé. Daiwa Phantom 33425 độ cứng BX. Còn bên này em có cây Submitter, cũng bản bạc, bản xanh trắng nhé. Đấy. Con này thì có xuất sắc theo thời gian, hình thức thì tương đối, giá 8 triệu 6 anh em nhé, giá 8 triệu 6, bác nào thiết chí lấy cây này thì em fit cho các bác nhé. Cây này cũng như bản đẹp thôi, giống EC, mỗi tội là nó không còn được long lanh như bản hơn 10 triệu thôi. Đấy. Giá thì lại hợp lý, bác nào thiện chí thì alo em nhé, cây này em có fit cho các bác nhé. Submitter bản xanh trắng. Đấy. Một cái cần huyền thoại 425 CX. Các bác nào mà đánh hồ nó không quá rộng, không quá sâu thì chơi những con CX này là thoải mái rồi. Còn chơi đến B rồi là các bác chơi những hồ rộng, sâu. Nhiều nhiều khu vực các bác, nhiều hồ nó cũng bé thôi, nó cũng hẹp, mà hai nước nó chỉ tầm 2-3 mét đổ lại. Đấy.
Em chơi kể cả CX là chơi thoải mái, CX 3 khúc bằng bass rút rồi. Nó còn đanh hơn bass rút. Còn bên này em có cây súp Nander nhá, giá 9 triệu, hàng mới nhá. Hàng mới, giá 9 triệu. Súp Nander. Đấy. Màu xanh ngọc đời mới này nha. Súp Nander 425 BX 7 khoen nhá. Độ cứng BX 7 khoen. Đấy. Hàng mới cứng luôn. Bạn nào có nhu cầu alo em nhé. Còn bên này em cũng có một cây hàng mới. Cây này là cây Pride Cutter S. Đấy, bản xanh 33425. Độ cứng BX các bạn, độ cứng BX cũng hàng mới nhé. Đấy, hàng mới. 7 khoen. 7 khoen. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì alo em nhé. Đấy, hàng mới này thì các bác chẳng phải lăn tăn, nó là hàng mới mà. Đấy. Giá là 6 triệu 9 nhé. Hạ pad bọc bằng co miễn phí cho anh em nhé. Bạn nào có nhu cầu thì alo em nhé. Bạn này cũng 7 khoen, 7 khoen. Cái dòng này nó có 33, 450, nhưng 450 thì trọng lượng nó hơi cao so với lại 425. Bản này nó có 450 các bác nhá. 450 thì trọng lượng nó hơi nặng các bác nhá. Nên là em không lấy về, em chỉ lấy 33 425 thôi. Trọng lượng nó phù hợp cho các bác chơi. Đấy. Và 425 anh em đã chơi thoải mái rồi, cũng thực sự nhiều bác chơi con này 450 sau là phải bỏ hết. Trọng lượng nó lớn. Đầu cần nó vít xuống, cầm nó rất là khó chịu. Còn bên này, bên này em có hai cây nhá. Hai cây Twin Power 425. Đấy, SF 425, một cây thì là đã lên 7 khoen ở bên Nhật và đã thao pad anh em nhé. Giá là 8 triệu 8 nhé. Còn một cây nguyên bản bên này đầy đủ. Đây có hai bản các bác nhé. Em có hai bản, một bản đây này. Đã lên 7 khoen này, đã thao pad này. Khoen thì lên ở Nhật nhá, Nhật đã lên khoen này. Hai một bản nguyên bản nhé, một cây là 8 triệu 8, một cây là 9 triệu 8 nhé. Đấy. Đây là tất cả những mẫu 425. 425 độ cứng là CX và BX nhé. Bên em còn hàng. Hàng mới và hàng lướt nhé. Hàng mới, hàng lướt đều từ Nhật về nhé. Từ Nhật về. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Đây. Hàng nguyên hộp cũng có, mà hàng lướt cũng có. Hàng đã xuống pad cũng có bác nhé. Đấy. Đã chạy lại khoen cũng có nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Số điện thoại thì em để bên dưới video nhé. Và trên cái phần tiêu đề em để số điện thoại nhé. Đấy, bác nào cần mẫu nào thì alo cho em. Đấy. Cảm ơn các bác theo dõi video nhé.